Xin kính chào quý vị và các bạn. Dung Audi ô tô khu Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản năm 2008. Động cơ 1.3, tiêu thụ nhiên liệu tầm 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe chỉ ăn 6 lít xăng thôi, chưa đến 6 lít quý vị nhé. Đây là chiếc Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản năm 2008, có màu đỏ cờ. Chiếc xe này thì phải nói là tuyệt đẹp luôn ạ. Quý vị có thể nhìn ở đây, thân vỏ chiếc xe, mình sẽ quay kỹ thân vỏ chiếc xe. Cái dáng xe thì rất là phù hợp với, nhất là với chị em phụ nữ. Nó không dài quá, không ngắn quá, không rộng quá và không to quá, nhưng mà lại không bé quá, thì đưa lại cái cảm giác ngồi rất là rộng rãi ở trong xe, cũng như là trong cái quá trình di chuyển. Chiếc xe này có màu đỏ cờ, số tự động, động cơ 1.3, tiêu thụ nhiên liệu tầm 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Đây, thân vỏ chiếc xe đây, kiểu dáng rất đẹp luôn. Đồng thời là bây giờ quý vị hãy cùng với mình xem nhé, cả nội thất và ngoại thất của chiếc xe. Xe nó được trang bị những gì và nó tiện ích ra làm sao, nó đẹp như thế nào thì quý vị hãy cùng mình kiểm tra chiếc xe này. Xe rất là hiện đại, một dòng xe nổi tiếng của hãng Toyota. Đây là tổng thể. Khi mình mở cánh ra, quý vị có thể nhìn thấy đây. Mình mở cả cái cốp ra nữa nhé. Mình mở cả cái cốp đít ra nữa. Đây, quý vị có thể nhìn thấy đây. Chiếc xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008. Động cơ 1.3 số tự động. Tiêu thụ nhiên liệu 6 lít xăng thôi. Xe thì phải nói là chiếc xe này rất đẹp. Và giá thì thưa với quý vị rằng giá lại rất là yêu luôn ạ. Giá chỉ có 305 triệu đồng thôi. 305 triệu đồng cho chiếc Yaris này. Một giá quá yêu. Quý vị có thể nhìn đây. Một cái mức giá cực kỳ gọi là hấp dẫn cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Động cơ 1.3 số tự động, tiêu thụ rất ít nhiên liệu, xe đi bền bỉ chắc chắn, không bao giờ hỏng vặt. Về còn bây giờ mình sẽ quay giới thiệu về trang thiết bị của chiếc xe. Thì đây, quý vị xem xe được trang trí rất là đẹp luôn. Được xe trang trí rất đẹp. Thì đây ạ. Quý vị nhìn xe được trang bị đây. Gương kính, đây là gương chỉnh điện và tự động. Đúng rồi, gương kính chỉnh điện, gương chỉnh điện, đèn start stop đẹp, màn hình DVD, đây, đầu DVD, mình bật lên cho quý vị xem, đây, đầu DVD. Đây, đầu DVD đây. Cam lùi đây. Quý vị có thể nhìn thấy camera lùi đây, rất nét luôn nhé, camera lùi. Mình quay lại camera lùi rất nét luôn, quý vị nhìn thấy đây. Bởi vì là cái cốp của mình giờ đang mở cho nên là cái camera nó sẽ hướng lên trời. Mình đóng xuống thì nó sẽ hướng xuống đất. Có vạch chỉ đo đường. Rồi. Bây giờ đấy là những cái mà mình giới thiệu cho quý vị. Ghế da đây, ghế da màu da bò, rất đẹp luôn. Nội thất cực kỳ sạch sẽ, đẹp đẽ. Bây giờ nhé, quý vị hãy cùng với cả Dung Audi đi kiểm tra về mặt kỹ thuật của chiếc xe. Thì xem là xe có đâm đụng tai nạn ngập nước gì không. Thì cũng nói luôn với quý vị đây ạ. Đây là chỉ của chiếc xe. Đây là keo chỉ của chiếc xe đây ạ. Còn nguyên. Quý vị có thể nhìn thấy keo chỉ còn nguyên luôn ạ. Không mất một chỉ, đây là chỉ cánh bên phụ ạ.
còn nguyên chỉ cánh bên phụ. Đây là chỉ cánh đằng sau bên phụ đây ạ. Đây quý vị có thể nhìn thấy chỉ là cánh đằng sau bên phụ đây ạ. Xe còn nguyên. Đây, tem mác còn nguyên hết. Nhật Bản, nhập nhé. Xe sản xuất tại Nhật Bản quý vị ạ. Xe sản xuất tại Nhật Bản ở Việt Nam thì cũng không có nhiều lắm đâu. Đây cái tabli này chủ xe đã ốp rất là đẹp luôn. Này quý vị nhìn đây. Một cái màu rất là sang trọng. Đây là cánh bên phụ, hai cái bên phụ là còn nguyên chỉ. Thế bây giờ mình xem đến phần đuôi xe. Đuôi xe quý vị có thể nhìn thấy đây. Đinh tán còn nguyên ạ. Đây là về phần đinh tán, là đinh tán còn nguyên đây. Đây, đinh tán đây, đinh tán còn nguyên. Về phần chỉ. Chỉ đây ạ. Chỉ đây còn nguyên nhé quý vị nhé. 208 mà nguyên xi si, không mất một phân keo chỉ nào. Chủ xe đi quá giữ gìn luôn. Đây là chủ xe, phải nói là chủ xe đi quá là giữ gìn. 208 không mất một phân keo chỉ nào. Đây. Bây giờ sẽ vào đến phần tiếp là đến phần cánh nha. Đây phần cốp đây. Đây cái cốp nó có một cái cốp khá là rộng. Nỉ đây, nỉ còn rất đẹp quý vị nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào tiếp đến cái phần đây. Đây là cánh sau bên lái. Chỉ cánh sau bên lái đây. Còn nguyên, không mất một phân chỉ nào. Chủ xe đi quá giữ gìn. Mặc dù là con gái nhưng mà đi xe rất là giữ gìn. Không, thường thường là con gái đi xe thì hay va quẹt lung tung lắm. Nói thật sự với quý vị các bạn đấy, hay vào hay quẹt chỗ nọ, quẹt chỗ kia, nhưng mà chiếc xe này thì chủ xe đi quá là giữ gìn. Đây, quý vị nhìn này, rất đẹp, nội thất cũng rất đẹp luôn. Nội thất cũng rất đẹp luôn. Đây. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra về cái phần đầu, tức là phần đuôi và bốn cánh là ok rồi. Bây giờ về kiểm tra phần đầu của chiếc xe. Bốn cánh với cả phần đuôi xe là ok rồi đấy. Không có một lỗi nhỏ gì. Về phần đầu xe thì quý vị nhìn đây. Đây, phụ giảm sóc còn nguyên. Đây, cái này còn nguyên, nguyên xi nhé quý vị nhé. Nguyên xi luôn ạ. Nguyên xi. Đấy. Máy móc thì khô ráo và sạch sẽ, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Quý vị nhìn thấy chưa? Máy cực kỳ khô đây, nhìn quý vị nhìn sâu dưới kia. Máy móc cực kỳ khô ráo và sạch sẽ. Đây chỉ cabo đây ạ. Chỉ cabo còn nguyên hết nhé quý vị nhé. Chỉ cabo còn nguyên hết ạ. Với chiếc xe này thì không có gì phải lo nghĩ và không có gì phải bàn cãi. Với chiếc xe chỉ có 305 triệu đồng. Một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe nó đi quá là bền bỉ luôn. Không bao giờ hỏng vặt. Quý vị yên tâm, đi dòng Yaris này thì không bao giờ hỏng vặt bất cứ một cái gì luôn. Dòng xe nó còn bây giờ thì quý vị đây, quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này nhé, để cả trải nghiệm xem là một chiếc xe bé bé xinh xinh đáng yêu này nó sẽ như thế nào khi mà vận hành. Một chiếc xe mình gọi là bé bé xinh xinh nhưng mà lại khoang lái thì rất rộng rãi. Mình là người, một người cao 1m71, mình cao 1m71 nhưng ngồi vào chiếc xe này vẫn cảm thấy rất là rộng rãi. Đấy, đây quý vị nhìn lên đây, nó thiết kế rất giỏi, thiết kế rất giỏi. Khi mà chiếc xe trông thì nó chỉ bằng chiếc i10 thôi nhưng mà lại ngồi cảm thấy rộng hơn i10 rất là nhiều. Có để máy thôi được rồi. Ok, khởi động máy rất là ok quý vị nhé. Máy nổ rất êm luôn. Vào số đấy, máy nổ khá êm.
Dạ vâng ạ. Xe đã chuyển động. Máy nổ êm nhá, rất là bốc quý vị nhá. Máy 1.3 nhưng mà đạp đến đâu xe đi đến đấy. Rất là bốc luôn. Máy 1.3 nhưng mà đạp ga đến đâu xe đi đến đấy. Số chuyển rất đều luôn. Đường bê tông mà đi không cũng gầm bệ rất là chắc chắn, ok. Gầm bệ khá là ok quý vị ạ. Gầm bệ ok lắm. Không rung giật gì đâu và tiếng ồn trong xe không có. Không có lọc sọc thì gầm khá là ok. Đề ba. Ok. Quý vị ạ, xe đi rất sướng luôn nhá. Một chiếc xe đi cực sướng luôn rồi. Đang báo thắt dây an toàn. Bây giờ cũng nhân đây mình cũng nói là quý vị đi thì bây giờ hãy chú ý thắt dây an toàn đầy đủ, đi đúng làn đường, phần đường không đè vạch. Bởi vì bây giờ là đang trong cao điểm an toàn giao thông, công an làm rất chặt về cái vấn đề là dây an toàn này, rồi bia rượu, rồi đè vạch lấn làn, rồi chuyển hướng không sinh nhan, rồi đường một chiều cấm dừng cấm đỗ, rất nhiều cái, tức là tất cả các lỗi. Và kiểm tra hành chính bây giờ là đang làm rất là mạnh, cho nên là quý vị hãy chú ý an toàn cho mình và người khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cũng đồng thời là tuân thủ chấp hành để tránh cái trường hợp là thứ nhất là đầu tiên là tai nạn va quẹt không đáng có, thứ hai nữa là tránh bị mất tiền oan. Xe đi là khá ok, đây đường rất xấu quý vị nhá, chỉ có tiếng lốp thôi. Chiếc xe này Dung Audi ô tô của Hải Dương đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. Quý vị, ở đằng sau mình có để cái kích, mình vừa để cái kích đấy cho nên là nghe tiếng nó hơi rung ở cái kích ấy. Mình để trên mặt cho nên là cái kích lốp, cái đây là tiếng nó hơi ồn tí, nhưng mà tí nó về mình cất đi là sẽ ok. Chiếc xe này 305 triệu đồng, nhập khẩu từ Nhật nguyên chiếc ạ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản quý vị nhé. Vâng, quý vị chưa đăng ký kênh hãy vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần Dung Audi live stream báo giá trực tiếp, cũng như là quay chi clip chi tiết từng chiếc xe. Quý vị có nhu cầu mà trao đổi mua bán ô tô cũng như là cần tư vấn hay là cần giải đáp cái gì về ô tô cũ cũng như là mua bán ô tô thì hãy alo trực tiếp cho Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Dung Audi xin trân trọng tri ân những khách hàng đã luôn luôn đồng hành ủng hộ Dung Audi ô tô của Hải Dương. Xin trân trọng kính chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.